Sau một khóa học khoảng gần một tuần mình được học ở trong trên trò thì thực ra là mình cũng cảm thấy rất là ấn tượng và khá là hài lòng với lại cái chuyên môn cũng như là cái thái độ phục vụ, sự hướng dẫn giảng dạy và tiếp đón của trung tâm. Nói chung là mình thấy những cái kiến thức mà các bạn truyền đạt thì cũng khá là rộng, và những cái mà mình được học thì nó cũng rất là tổng hợp và chi tiết. Thái độ thì các bạn rất là nhiệt tình và chỉ bảo trong quá trình giảng dạy. Cũng hy vọng là sau quá trình sau khóa học này thì mình sẽ được kết hợp với Tông ở nhiều cái khác, ví dụ như là những khóa học tiếp theo hoặc là có được tham dự đến cập nhật đồ uống hot trend của Tông. Sau một tuần đồng hành cùng với lại Call Center thì một cái là ở đây phong cách phục vụ rất là chuyên nghiệp, các bạn tiếp đón rất là chuyên nghiệp và các bạn dạy học và giảng viên cũng rất là nhiệt tình để cho nói chung là dạy mọi người và tất cả các kinh nghiệm của mình, nên không che giấu, không giấu một cái gì cả. Cũng cảm thấy là rất là vui trong khóa học này và cái mà mọi người cũng hứa hẹn là sau này sẽ support hỗ trợ bọn chị đấy. Dạ vâng, thế là điều chắc chắn rồi nha. Thì nói chung là chị cũng thấy rất là hài lòng. Dạ, dạ. Qua một khóa học ở Tông Center thì mình cảm nhận thấy là học ở đây thì các cái giảng viên ấy, giảng dạy rất chuyên nghiệp, đồ uống ngon nên là rất là yên tâm trong cái thời gian học là được thưởng thức tất cả các vị. Các bạn cũng rất là nhiệt tình, chỉ bảo tận tình từ những cái nhỏ nhất đến những cái cơ bản. Thế nên là mình rất là cảm ơn Tông Center và hy vọng là trong thời gian tới thì cũng được đồng hành cùng với Tông Center để vấn đề là về setup này, vấn đề chạy thử cũng như là khai trương vận hành quán trong thời gian tới. Xin cảm ơn Tông Center. Bây giờ đánh dấu điểm tờ sóng đi. Điểm á? Thì thôi, chị cho ông 10 điểm thôi.